Người đẹp Hàn Quốc đăng quang Hoa hậu Trái đất Miss Earth 2022. Người đẹp Mina Soo Choi đến từ Hàn Quốc đã vượt qua 85 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Trái đất trong chung kết diễn ra ở Manila, Philippines tối ngày 29 tháng 11. Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, ăn hình và nụ cười cuốn hút, Mina Soo Choi còn có khả năng giao tiếp linh hoạt và tự tin. Cô là đại diện châu Á nổi bật tại cuộc thi và giành nhiều giải thưởng trong các phần thi phụ. Giới chuyên môn đánh giá Mina Soo Choi là đại diện xuất sắc nhất của Hàn Quốc tại một kỳ thi nhan sắc quốc tế trong vòng hàng chục năm trở lại đây. Cô hoàn toàn xứng đáng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái đất 2022. Người đẹp Sheridan Matlock của Australia là Hoa hậu không khí. Người đẹp Nadine Ayao của Palestine được trao danh hiệu Hoa hậu nước. Andrea Aguilera, người đẹp Colombia, là Hoa hậu lửa. Các giải thưởng tương đương với danh hiệu Á hậu 1-2-3. Đại diện Việt Nam, Thạch Thu Thảo dừng chân ở top 20 trước chung kết, người đẹp chưa giành được huy chương ở các vòng thi phụ, không thuộc nhóm thí sinh nổi bật. Cô được chọn thi Miss Earth 2022 sau khi trở thành Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022.